Và đặc biệt chú ý là đối với phụ nữ thai chúng ta sẽ xin chào tất cả các anh chị ạ. Sau đây thì em cũng xin được giới thiệu qua một chút. Mình là bác sĩ Dương Thị Phượng, đến từ khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vậy thì phụ nữ có thai sẽ ăn gì và tăng cái gì thì vừa rồi mình cũng đã trình bày khá là chi tiết trong cái slide trước, thì các anh chị cũng có thể tham khảo thêm cụ thể những cái nhóm thành phần dinh dưỡng khác ở đây. Và đặc biệt chú ý là đối với phụ nữ có thai chúng ta sẽ không được uống rượu bia, nước trà đặc hoặc cà phê, không hút thuốc lá, thuốc lào hoặc và giảm các cái gia vị mặn như là muối, mắm, xì dầu, bột canh, hạt nêm và các cái thực phẩm có nhiều muối khác như là dưa muối, cà muối, mì tôm, cá khô, bởi vì đây là những nhóm thực phẩm mà có cái lượng natri rất là cao, và khi mà lượng muối cao như vậy thì nó là nguy cơ làm tăng huyết áp, và tăng huyết áp trong quá trình mang thai thì rất là nguy hiểm, có nguy cơ gây tình trạng sản giật, tiền sản giật thì có nguy hiểm tới cả mẹ và con. Thì do đó đối với phụ nữ có thai chúng ta nên giảm muối, và đặc biệt là giảm muối khi mà có phù. Đấy, chúng ta càng phải giảm muối hơn, vì khi mà phù thì nó gây, chúng ta ăn nhiều muối sẽ gây giữ nước và làm tăng cái tình trạng phù nặng hơn. Thế các chị chú ý là mình sẽ phải giảm lượng muối. Thế thì cái lượng muối khuyến cáo như thế nào cho phụ nữ có thai? Thì ta khuyến cáo đối với phụ nữ có thai ở giai đoạn mà không có phù bình thường thì chúng ta nên ăn dưới 5g muối một ngày. Và có một cái cách tính để chúng ta có thể ước lượng được cái lượng muối, thì chúng ta có thể ước lượng như này ạ. 1g muối thì sẽ bằng một cái thìa gạt sữa chua của Vinamilk nhỏ nhỏ đấy ạ, là 1g muối. Thế thì đối với phụ nữ có thai mà chúng ta không ăn quá 5g một ngày đấy, thế thì chúng ta sẽ ăn không quá 5 cái thìa gạt đó. Thế tuy nhiên ấy, trong thực phẩm của chúng ta, những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày ấy, mà chúng ta không cho bất kỳ một lượng muối nào thì nó đã có từ 1 tới 2g rồi. Đó là cái lượng muối tự nhiên trong thực phẩm. Thế vì vậy mình khuyến cáo nhìn chung các bà mẹ có thai nên ăn cho mình khoảng 3 thìa gạt muối một ngày, 3 thìa gạt sữa chua muối một ngày, không quá 3 thìa gạt sữa chua muối một ngày. Hoặc nếu là nước mắm thì nó sẽ tương đương với khoảng 15ml nước mắm tương đương với 3g muối. Đó thì tổng cái lượng muối chúng ta nên chú ý là mình sẽ ăn giảm vậy ít hơn so với bình thường.